dạ à vâng ạ đây là tấm biển của cửa hàng em luôn các bác nhá trên tấm biển này thì có số điện thoại và có địa chỉ của cửa hàng em để tiện cho vấn đề các bác liên lạc và tìm địa chỉ tới cửa hàng và thưa toàn thể các bác thân mến trong những ngày tới thì em xin phép là sẽ chơi khô máu luôn các bác nhá và phần 1 trong cái chương trình chơi khô máu em muốn thu hồi vốn để sẽ mua những lô hàng mới với giá cực kỳ là ưu đãi thưa các bác Như các bác cùng anh em đã biết đúng không ạ à, Bên phía Trung Quốc họ cấm biên rất là chặt Vì họ à, siết chạch à, vấn đề là dịch bệnh Covid đấy ạ Nên là rất là nhiều hàng về không ra được Và chủ họ cũng rất là muốn bán Thì em quyết định là sẽ ôm một ít các bác nhé Và khi ôm là phải có tiền đúng không các bác Bây giờ là khi mua là hàng không về được ngay Nên là sẽ động vốn em thì cũng không có vốn nhiều nên là quyết định sẽ có những cái chương trình uh, giảm giá để cho các bác của anh em mọi người có thể uh, mua sắm luôn các bác nhé. Thì uh, phần 1 thưa để các bác, em uh, sẽ bán đôi loa JBL JRX125 sở hữu 2 bát 40. Thì em cũng xin được giới thiệu luôn thưa này các bác, giá thị trường hiện nay thì đôi loa đẹp như thế này đúng không ạ? Đôi loa mãi đẹp như thế này ló dự kiến khoảng 21 triệu đồng Các bác cứ anh em Các bác và anh em cứ tham khảo trên tất cả các kênh Đẹp và riêng nguyên bản Nó phải 21 triệu đồng Em Luân hiện tại đang chào bán giá 20 triệu 500 ngàn đồng Các bác nhưng mà trong phần 1 này đúng không ạ? Có ngày đôi loa đầu tiên. Em chỉ có một đôi thôi các bác nhá. Em chỉ có một đôi thôi ạ. À. Em sẽ bán với giá chỉ có 20 triệu đồng. Đây các bác. Chỉ có 20 triệu đồng. Các bác chuyển tiền cọc em sẽ gửi hàng đến tận nhà Các bác nhận hàng thanh toán nốt Còn nếu các bác chuyển hết tiền Các bác nhá Các bác chuyển cho em 19 triệu Có nghĩa là tiền ngay đúng không ạ Các bác chuyển một phát hết luôn Các bác chuyển 19 triệu Quá rẻ đúng không các bác Ok các bác của anh em có hiểu ý ý của em luôn không? Em luôn rất cần tiền mặt trong những ngày này đúng không ạ? Em luôn bán đôi loa JBL ZX 125 này giá 20 triệu 500 đã là rẻ hơn thị trường 500 rồi đúng không ạ? Nhưng bây giờ em luôn bán với giá 20 triệu đồng các bác chuyển cọc em sẽ gửi hàng giá trên tại cửa hàng các bác nhá. Còn nếu các bác chuyển một phát hết luôn, nếu các bác tin tưởng đúng không ạ? Chuyển một phát hết luôn các bác chuyển cho em 19 triệu đúng không ạ? Vậy là rẻ hơn được từ triệu rưỡi đến 2 triệu cho một đôi loa các bác nhá. Loa với tình trạng này bao đẹp cho các bác của anh em, em có một đôi duy nhất bao zin nguyên bản các bác nhá. Bát, tép, phân tần Đúng không ạ? Bao đẹp zin nguyên bản. Không bao giờ mua được đôi thứ hai trong năm 2022 này. Với giá là 19 triệu đâu ạ? 19 triệu yêu cầu là phải chuyển hết tiền các bác nhá. Còn các bác ví dụ như không tin tưởng đúng không ạ? Thì các bác cứ chuyển cọc, em gửi hàng vào tận nhà, giá là 20 triệu đồng. Các bác nhận hàng toàn cho nốt. Ok nhá. Đây là tép đây ạ. Ok chưa Đây là phần 1 các bác nhá. Và sẽ còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và rất rất nhiều loa các bác nhá Video sau thì em sẽ làm về đôi loa JPL JRX 125 Cũng là loa này ạ, nhưng đôi này là đôi mới tinh anh em nhé Đôi này là còn cả shop các bác nhá Thì giá của nó cũng sẽ rất là ưu đãi Các bác hãy nhớ like, share và chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem các bác nhá Ok, cảm ơn toàn thể các bác Các bác của anh em có nhu cầu liên hệ cho em luôn Vâng ạ, phần 1 đôi đầu tiên và đôi này chỉ có một đôi thôi ạ đó, em nói rất là rõ ràng các bác nhá. Giá tại cửa hàng là 20 triệu đồng. Các bác chuyển cọc em gửi hàng. Đúng không ạ? Gửi hàng đến tất cả các tỉnh có thể gửi xe khách, bưu điện, đúng không ạ? Xe ôm, taxi. Còn nếu các bác chuyển hết tiền thì em lấy các bác 19 triệu đồng thôi, đúng không ạ? Và em cũng gửi đến tất cả các tỉnh thành các bác nhá. Tiền cước thì tùy theo à, cái dịch vụ các bác gửi, ví dụ các bác ở xa gửi bưu điện, ở gần gửi xe khách, taxi, xe ôm các bác nhá. Ok, hoặc là các bác đến tại cửa hàng các bác nhá hoặc là chiều nay đúng không ạ đến tại cửa hàng em luôn và bây giờ hiện tại là 14 giờ 33 phút thứ bảy ngày 12 tháng 3 đúng không ạ các bác chạy thẳng cửa hàng em đưa cho em 19 triệu các bác trả loa về ok xong đúng không ạ các bác hãy nhớ like nhá cảm ơn toàn thể các bác và còn rất rất nhiều loa đôi mới em cũng bán như vậy súp full abcd nói chung là rất nhiều những sản phẩm em chia sẻ lại là em rất cần tiền mặt trong một hai ngày tới rất mong các bác của anh em có nhu cầu mua sắm đúng không ạ? Thì hãy ủng hộ cho em. Thứ nhất là sẽ sở hữu được những đồ tốt. Thứ hai là giá hợp lý các bác nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác ạ.